Xin chào mọi người, đây là cái clip tổng hợp tất cả những video cho máy ảnh cũ của mình. Mình bán nó cũng khá lâu rồi. Trước khi bán thì mình có crop ra nhưng vẫn là lười biếng chỉnh sửa. Thế nên bây giờ mới có một cái clip như vậy này đây. Mình cũng không nhớ là ngày nào nữa nên là ghép vào một clip chung như vậy. Chủ yếu là quay linh tinh mỗi ngày một xíu thôi. Bạn mình thường hỏi mình là ở nhà có gì mà mình suốt ngày ở nhà đấy. Thế nhưng mà từ khi sang Hàn thì mình tự nhận mình là một chip Sony hàng thật và chân chính luôn. Bởi vì mình hay bày đủ thứ tự chơi trong nhà. Còn làm gì thì các bạn cứ xem hết video này nha. Hôm nay là mình đang làm nem để Nga, Quanh và Trâm sang. Mình nhớ không nhầm thì chúng mình ăn bún nem thì phải. Nem hải sản siêu thơm ngon nhưng vẫn thiếu rau thơm nên thành ra cũng không đầy đủ cho lắm. Mà bánh đa nem ở Hàn thì cứng lắm nên trước khi cuốn mình phải nhúng vào bát nước. Thành ra lúc rán mà để lửa to thì nó bắn tung tóe luôn. Em nào em ý cũng tròn tròn nít nít thương yêu nhờ. Cũng phải hơn một năm mình không cuốn nem nhưng mình tự thấy mình vẫn cuốn đẹp. Từ lần đó đến nay thì mình vẫn chưa làm lại lần nào các bác ạ. Tại vì cũng lịch kịch nhiều nguyên liệu á. Hồi hè thì chị mình có làm vài món đồ rồi bán online nên là mình vẫn được thi thoảng ăn cái chè này với chả cá. Trời ơi ngon mê ngon đỉnh luôn á, nhất là cái chả cá. Bây giờ thì chị mình cũng bận rồi và không bán nữa, chứ mình thấy còn ngon hơn cả hồi mình ăn ở Việt Nam cơ. Có vẻ ngày này thì mình vẫn chưa đi làm công ty nên chiều vẫn nhàn nhã ngồi xem phim này, ăn chè này, ngắm nắng rồi nghĩ vẩn vơ. Mình thường xả stress bằng cách tháo lắp đồ hay dọn nhà. Cảm giác nghỉ không não rồi vừa hết buồn bực nhà lại vừa sạch quá ư là có lợi phải không? Đang thái cà chua thì thấy thái ngọt quá nên mình lại quay vớ vẩn. Xóa thì tiếc nên là mình nhét hết vào đây luôn. Vlog này được quay vào năm 2021 rồi. Và mình thì cũng edit một nửa xong không có hứng thế là lại bỏ đó. Máy ảnh của mình thì cũng mua cho em trai để tập thành chụp ảnh. Giờ thì em mình đã đi chụp ảnh kiếm tiền rồi mà mình mới bắt đầu edit cái vlog này. Mấy đoạn ghi âm thực ra là cũng ghi âm từ năm ngoái rồi. Tại còn đoạn không biết dùng máy này mình mới ghi âm thôi. Mình thì hay quay rồi về edit. Thế nên là có lẽ căn nhà mà các bác thấy trong video lại không còn là dáng vẻ như vậy ở hiện tại nữa. Vì đồ đạc tăng lên khá nhiều và mình thích làm mới nhà nên thi thoảng không là hay mới đúng. Mình cứ bán đồ rồi lại mua đồ về để trang trí nhà cho vui và cảm giác căn nhà luôn được mới mẻ. Bạn nào mà theo dõi Insta của mình chắc cũng biết là có đợt mình nghiện làm bánh lắm. Ngày nào mình cũng làm luôn á. Nhiều quá thì mang sang cho Quanh với Trâm, còn không ngon thì thôi tự mình xử lý vậy. Hôm nay là mình xin hai củ khoai của Quanh rồi làm bánh mì cuộn. Thi thoảng thì mình cũng hay sang nhà Quanh với Trâm để xin đồ. Mà xin nhiều quá nên hai chị sợ hai chị về Việt Nam mất rồi. Đợt đó mình còn mua máy trộn bột rồi bát trộn bột, đùi bát kem, ti tỉ nguyên liệu. Nhưng mà làm nhiều quá đến nỗi cái máy nó bị chập luôn. Thế là mình đã đăng lên thằng cưng và cho người khác mang về sửa để dùng. Dạo này thì mình chỉ làm vài cái đơn giản thôi, coi như là nghịch để xả stress cũng như là ăn vặt ấy, chứ nghiện là tốn thời gian lắm ạ. Nhưng mà phải nói là thời gian làm bánh cảm giác dễ chịu lắm. Cục bột thì mềm mịn mà mùi bánh mới nướng xong thì thơm ngào ngạt cả phòng ấy. Mà được cái là xem lại thì màu máy ảnh cũ cũng khá ok đấy chứ nhở. Trông cũng ra gì phết, có chút màu phim. Thực sự là mình không định bán cái máy đó đâu, nhưng mà mình có một cái máy khác. Và cái máy cũ thì màu ảnh hơi tối á, nên là mình đã bán em nó cho một người khác ở trên thằng cư mất rồi. Hôm đó mình làm một loại là bánh mì cuộn với lại một bánh mì nhồi nhân khoai tây. Bởi vì mình có xin Quanh khoai lang ấy, nhưng mà Quanh lại nghe nhầm thành khoai tây. Và sau đó thì vẫn thừa bột, thế nên là mình làm bánh mì hoa cúc hàng pha ke. Bởi vì nó chỉ giống ngoại hình thôi, chứ nó không phải là bánh mì hoa cúc của nhà. Dạo
đó là mùa hè nên là nhồi bánh cũng dễ hơn. Chứ dạo này lạnh lắm rồi, thế nên là cục bột nó cứ bị cứng và nhiệt độ tay của mình nó cũng không đủ ý. Hôm đó thì mấy cái bánh mì mình nặn xong thì trông cũng khá là giống khoai lang kén. Mặc dù nó sống một tí nhưng mà mình thấy vị nó cũng rất là ổn. Thi thoảng trong năm thì mình cũng hứng lên nấu cơm và mang đi trực. Mình có một cái hộp cơm xinh lắm, cái hộp màu hồng hồng ấy, mà chắc là từ lúc mua về đến nay thì cũng dùng chưa tới 10 lần mất. Xem lại đoạn này thì khá là mê cái màu phim á. Mình thấy mình ở nhà cũng khá là bận rộn, mà còn bận hơn là đi làm ấy. Làm hết cái này cái nọ nhưng ngày nào cũng có cái để làm, thế nên là cũng không bị nhàm chán lắm đâu. Khi ở Hà Nội thì mình thường thích tụ tập với bạn bè hơn, nhưng mà chắc ở đây là mình ít bạn bè hơn khi ở Việt Nam, thế nên là mình ít tụ tập hơn và hay đối thoại với bản thân hơn bằng cách là làm bánh này hay làm việc nhà này vân vân. Trên giá sách của mình có một cuốn sách tên là Mamre Pionum Pop Nam Kudut của tác giả Donald Edmond. Đại khái là tâm hồn chúng ta giống như cái bát vậy, lúc đầy lúc vơi, nhưng mà nếu một ngày nào đó nó bị đầy bởi những lo âu và gánh nặng thì cần học cách đổ bỏ nó đi. Mặc dù thì mình đọc là vậy, nhưng thực hành thì luôn khó mà phải không? Mình thì mỗi lần buồn chán sẽ dọn nhà này, vứt đi một đống đồ rồi lại đi in bức thư mua về và nạp vào chỗ trống. Thế nên là giá trị vật chất cũng khá là quan trọng đấy nha. Trước đây ở ngăn tủ này mình xếp vô số loại như là cà phê này, trà này, thuốc này, và thi thoảng đi gặp bác đại diện bên cạnh là lại tay xách nách mang về vài hộp cà phê. Thế là không bao giờ trong nhà mình không có cà phê hết cả. Nhà mình nhiều bát đĩa lắm, cứ ngựa ngựa mua về mà bạn nào qua nhà mình cũng thấy tủ bát nhà mình như là một cái siêu thị vậy á. Ăn thì ít nhưng mà không thể kìm lòng trước một cái đồ nhà bếp xinh xắn thế được. Xem lại cái clip này thì mình thấy cái bàn tròn trắng của mình xinh ghê á. Nhưng mà mình bán em nó cũng khá là lâu rồi, khoảng 2 hay 3 tháng trước gì đó. Chia tay em nó thì cũng buồn đấy, nhưng mà phòng mình sẽ rộng hơn. Và bao giờ thì mình có tiền thuê một căn nhà rộng hơn thì mình sẽ đón lại em nó sau. Và đó đã kết thúc những ngày hè còn sót lại của mình. Thực sự là mình khá vui khi có thể tổng hợp tất cả những ngày hè vương lại vào clip này. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và bye bye.